là người hãy làm cho tạo mấy dấu chân mình cho nó. Mẹ coi con á, tại vì giày của con á, nó không có thấm nước, đi cẩn thận thôi trừng trơn á, trong tuyết không sợ, đi ngoài không sợ. Ừ đó, tạo dấu chân đi đó, chân quan mới được đâu, cái đó vậy quan ướt nhẹp mà kêu lạnh chân lắm á nha. Vậy chị Hai không thấm nước, vậy con thấm nước đó. Con phun ra khói luôn. Phun ra khói. Rồi đi vô được chưa? Rồi chú mày sẵn sàng rồi. Ready. Ở đó trơn á, đừng có chạy. Khúc đó mà chạy cái té té đập đầu á. May là mang cái mask rồi đó. Có bị chạy vậy hai chú. Ủa ra khói không vậy? Hello, có ra khói không vậy? Không. Mày làm thử đó cho. Nghe mùi thúi thôi à. Tiếng thấy tuyết thành sao? Đi ra. Dù gì không, đi. Sao bị ném? Đi ra. Mặc đồ này không có bị gì hết đó, em mới sợ kìa. Không có, không hết bị ném. Nghe không? Go. Mình làm mẹ quay con được rồi, không cần ra đâu. Không. Đi chạy đi, chạy chỗ khác, đứng làm chi vậy? Thấy chưa, kêu chạy đi không chạy. Trời trời. Trời ơi, bự dữ vậy. Ôi trời. Hey. Hit to my car. Quê chị Hai đâu rồi? Quê chị Hai. Chị Hai. Why is she screaming? Huh? I just heard her voice. I just heard. Walk around. Oh, my shoes cannot. I give her my shoes to her already.
Xong rồi, đi ra, hai đứa đi ra. It's done. Come out. Xong rồi, đi ra, nhanh lên. Chị hai đâu, đi ra luôn. Hai đâu, kêu hai ra luôn, lại lên. Kêu hai ra. Lạnh lắm chưa? Lạnh thì đi vô, it's too cold, right? Lạnh chưa? Lạnh thì đi vô, nhanh. Thôi đi vô. Go inside. Lên lên.